Thành ra người ta ăn được thì ta về người ta cũng để ý đúng không? Cái em đó nói em cũng chuyện hiểu em mà. nói để ý là hiểu chuyện, để ý là ok, để ý là không sai nha. Tại biết sao không? Mới vô ngày đầu tiên á, làm đi chung với bé ý rồi. Nó thật Anh rất là thích cái tính của con bé. Con bé, em có nhớ không? Ngay ngày đầu tiên có một bóc thăm á, con bé nó ghi tên anh với con nó bé thật mà. Đúng không? Rất là thật luôn. Mà mấy bữa nay anh cũng cảm nhận á, là con bé nó kiểu nó buồn. Thì con bé nó nghĩ là anh thích mọi người chứ không phải thích nó. Anh thấy nó rất là buồn, nó không giống nhìn mặt anh nói chuyện nữa. Thì nó thẳng vô đây, một là anh thật sự muốn kiếm bồ. thì kiếm là phải phù hợp với kiếm được chứ. Thì bây giờ anh muốn nói chuyện Nói với chung bé là ý rồi sao? Anh muốn làm bé tổn thương nữa. Bữa giờ cũng hơi gì với bé quá. Anh sẽ qua anh thầy cô đó mà có thể xin lỗi ý. Vì bữa giờ làm bé nó buồn như vậy. một lúc sau Thành cũng ra làm bếp với mọi người. Anh không, anh nói thẳng anh không có tạo được cái kiểu như Austin, cái kiểu lạnh lùng hay là khó hiểu nha, bí ẩn. Anh có thể bí ẩn trong cái lần đầu tiên gặp. Ảnh là không quan tâm đến chuyện Austin á là khác hay không. Ý em nhìn cái nét mặt của Austin á, được không? Rất là lạnh lùng, rất là bí ẩn, nghĩa là người ta không có biết là Austin đang nghĩ cái gì. Cho đến khi Austin nói ra, mà nhiều khi nói ra người ta cũng không hiểu gì hết. Bản thân anh vậy, nhiều người cũng hay chửi anh lắm, chứ không phải là chỉ có tụi em đâu. Mấy đứa bạn thân của anh nó hay chửi, ngu. Vậy chứ trong chuyện tình cảm á, lúc nào cũng thất bại. Tại phần cái tính của anh nó nhát. Anh thích ai là anh lộ ra mặt chứ anh không có giấu. Mà nhiều khi á, lộ ra mặt xong cái người ta giữ khoảng cách mình luôn. Nó gọi là gì? Chạy xuôi chịu. Không, do cái cách của mình bây giờ nói, nó thẳng. Anh có thể cho em lời khuyên, ok. Nhưng mà chính bản thân anh lại không áp dụng được những cái lời khuyên đó. Tại sao người ta lại là người cho lời khuyên mà không thể khuyên được người khác? Em biết tại sao không? Tại vì tại những cái lời khuyên đó là đúc kết từ chính cuộc sống của người ta. Tại vì mình những thứ mà chỉ có những người ngoài nhìn vô được, còn những người trong cuộc thì rất là mù quáng. Cái đó là một phần thôi, còn một cái nữa, tại sao người ta có kinh nghiệm để mà chia sẻ cho em? Họ áp dụng chính những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời họ. Giống như tại sao hôm bữa giờ anh ngồi anh hay nói với em những câu triết lý đúng không? Mà dù trên mạng người ta nói mấy thằng nói triết lý thì sống như bếp á. Thôi kệ đi. Em đúc kết là những câu chuyện của chính bản thân anh. Với các bạn nam là như vậy, nhưng với các cô gái, Thành như biến thành con người khác. Trời ơi, cho thêm một tí hạt nếm vô. Chú cha mà, ơi. Rặn mới chừ kìa mới nói. Mới chừ, lồ đi. Cần đi được bột nếm không? Được mắm đi. Được mắm nữa. Trắng bò ợt vô chứ, trứng. Sáng nay, các thành viên rời khỏi Đà Lạt và sẽ có một chuyến đi dài đến Đơn Dương. Tranh thủ cái lúc mà chị Ly mới vừa chưa ngắm phố mọi người nói chuyện chị Ly nha. Thế chị Ly ấy là không có giỡn được chị đâu á. Rồi Ly ngắm thuốc rồi nha. Thì cái thuốc rồi. Chưa. Ngắm thuốc chưa? Chưa. Trên xe, các thành viên đã có một cuộc bàn luận về lời cầu hôn. Em á là vẫn nếu mà có một lời cầu hôn thì càng tốt, tại vì nó đánh dấu một cái cột mốc là hai người sẽ sang một cái bước sang một cái mối quan hệ khác, kiểu như là lâu dài hơn nào đó. Rồi còn gì nữa đâu, còn quay anh Thành, muốn lấy anh Thành không? Không quay anh Thành, mà lỡ quay anh Thành đang quay anh Thành rồi vô vấn đề nè, tuột mút rồi, hết nói nữa rồi, nói đi nói, chị nghe bị tuột rồi, chị nghe mà nãy giờ chị nghe nè. Tức là em cảm thấy á, nếu như là có một cái lời cầu hôn thì tốt, kiểu như là nó sẽ rõ ràng hơn về cái mối quan hệ của cả hai ấy. Rồi
nó cũng sẽ đánh dấu được một cái cột mốc là mình sẽ hướng sang một cái bước, sang một cái quan hệ khác nó lâu dài hơn chẳng hạn. Với lại nhiều khi mình không nói thì nó sẽ không có rõ ràng, nó sẽ bị nâng chừng ấy, thì nói thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà không có thì người đối, cả hai có thể hành động cho nhau biết là mình đã bước vào một cái mối quan hệ rồi, hay là đã nghiêm túc được với nhau rồi á, thì cũng ok. Nói chung là em thì có thì càng tốt, nhưng mà nếu mà không có mà để cho em có được cái cảm giác an toàn á thì vẫn không sao. Còn chị thì là cần phải có luôn, tại vì để không cần biết là cái buổi cầu hôn đó là có lãng mạn hay là cầu kỳ hay gì, chị không cần, chỉ cần có lời cầu hôn là được rồi. Nói chung là để có một ngày để mà nhớ lại, có một lời nói để chắc chắn. Austin, hơi giống như cũng có cũng được, cũng không có cũng được. Kiểu Austin thích kiểu cái mối quan hệ mà hai người quen nhau mà không cần nói một cái gì á. Giống như là cầu hôn mà, không phải là tỏ tình, cầu hôn. Cầu hôn luôn. Giống như là kiểu nói để cưới á. Giống như là hai người là biết là sẽ cưới nhau luôn rồi, không cần làm cái gì mà quá, hiểu không? Giống như là Austin có một người, không phải trong gia đình Austin có một chú với lại một cô, họ quen nhau từ lúc trong lớp gì lớp 10 á, mà không có cấp 3 mà không bao giờ nói là bạn gái bạn trai nhỉ, họ chỉ quen nhau thế là yêu thôi, yêu đến bây giờ luôn á, kiểu không bao giờ đặt cái giống như là một cái lời tỏ tình đúng không? À, không bao giờ cần. Dạ đúng rồi. Đúng rồi chị. Em cũng có nhiều mối quan hệ vậy á. Kiểu như vậy, như em ví dụ như mà em bị đòi hỏi là có phải có một cái lời tỏ tình, hoặc là em đòi hỏi sẽ có một cái lời cầu hôn, thì em sợ mình sẽ bị thất vọng vì nó không có ấy. Mà thật ra thì nhiều khi đối phương họ cũng không có phải là vô tâm với mình hay là như nào đó, nhưng mà họ lại nghĩ một cách khác, họ muốn là chỉ cần chăm sóc, quan tâm, lo lắng như là đủ rồi. Mà trong khi mà em bị đòi hỏi quá nhiều thì em sẽ bị thất vọng vì cái chuyện đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc hoặc là ảnh hưởng đến cái mối quan hệ đó. Nên là em không có đòi hỏi, có thì tốt, không có thì cũng không sao, chỉ cần cho em cảm giác an toàn là được. Nhiều lúc đặt một cái title á, như là vợ chồng, cái tự nhiên nó bị áp lực hay sao? Như người ta vì sao thường lúc mà cưới cái tự nhiên một năm sau chia tay hay là không hiểu. Theo em nghĩ là cầu hôn là giống như một cái gì đó để chứng minh cho mọi người biết rằng người phụ nữ này đã thuộc về chàng trai đấy. Chặng đường khá dài, chẳng mấy chốc mà các thành viên trên xe đều chìm vào giấc ngủ. Cơn mưa cao nguyên bất chợt ập đến và những con đường đất đỏ trở nên lầy lội khó đi, gây không ít khó khăn cho người đi xe máy như Trung Thành. Chẳng bù cho chàng phượt thủ đang vất vả ngoài kia, bên trong xe giờ đây rất ấm cúng. Chuyến xe đưa các bạn đến với Diom A, xã Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng, và ngôi nhà này sẽ là địa điểm tá túc của các bạn trẻ trong những ngày kế tiếp. Dạ, thưa con chào cô. Chào con nhé. Dạ. Dạ, tụi con là nhóm quay chương trình Love House. Thì hôm nay chắc đến xin phép ở nhà cô mấy hôm. Rồi. Dạ. Đây là các bạn trong nhóm. Rồi. Chào các con nha. Rồi sẵn sàng với con ở nhà cô chật chội, nhưng mà thôi con ở đại nó con nha. Có chỗ là may rồi cô. Rồi cô mời mấy đứa con vào nhà con. Phòng này phòng nam chứ. Bên này hai nè con này. Hai nữ nằm bên này. Yeah. Rồi hai nữ nằm với bà nha. Yeah. Hai nữ nằm với bà bên đó. Vậy con ngủ chung nha. Rồi, ngủ chung với bà. Ừ. Con thích vậy. Rồi. Con thích ngủ với bà. Nếu mà lấy họ là tên tuổi của bà là Tonet Mabio. Còn tên Ma là Lót đó con, tên Lót á. Để phân biệt là người dân tộc Chu của mấy bà là nữ là Lót tên Ma. Còn nam là Lót tên Gia. Bà là nghệ nhân của người dân tộc Chu. Và là bảo tồn bản sắc văn hóa của người dân tộc mình. À, tại vì cô bà rất là yêu bản sắc văn hóa của người mình. Cho nên là làm rượu cần cũng vậy. Coi như là người dân tộc mình là bữa nay là rượu của bên chúng con là người ta nấu nhiều, rượu người ta gọi là rượu trắng ấy, xong rồi nhiều nhà người ta bỏ lắm, nhưng mà bên riêng nhà bà bên này là không có bỏ, rượu cần thì vẫn làm. Cái này tụi con tặng cho bà.
Trời ơi, bà chưa có quà cho các con mà các con tặng cho bà rồi thôi. Cho bà thay gia đình cảm ơn chúng con nhiều. Dạ. Bà đừng có tin tưởng nó. Tại vì nó thích, rất thích uống rượu. Nó dụ bà để xin tụi con. Không, không có sao. Chuyện tự nhiên. Bà Toune Mabio sống một đời với tâm huyết bảo tồn văn hóa người Chu Ru. Bà đã dày công sưu tập lại những chiếc cồng, chiêng cổ, những điệu múa Tamia truyền thống để cố gắng giữ lại ngọn lửa văn hóa thiêng liêng của dân tộc Chu Ru trước sự giao thoa, lấn át ngày càng mạnh mẽ của văn hóa hiện đại đối với lớp trẻ trong vùng. Còn cái này là nhóm cồng chiêng của bà kia xưa này. Đó. Giờ mấy đứa nó có hai đứa con, có đứa nó có ba đứa con trời. Còn mấy đứa sau này thì chưa có lập gia đình. Đồng thời, người trong vùng cũng biết nhà bà Mabio như một nơi hiếm hoi còn ủ rượu cần truyền thống của người Chu Ru. Cái này là hầm ủ rượu. Nó tên bình tĩnh, kiềm chế lại. Phòng bà ủ được anh đấy. Có tiền bình tĩnh. Có tiền xin phép được ngủ ở đây. Các bạn trẻ đã cùng nhau vào bếp để chuẩn bị bữa tối đầu tiên tại nhà bà Mabio. Và lúc ấy, Thành và Minh lại không có mặt. Họ đang có một cuộc nói chuyện trong phòng nam. Nói thì đừng có buồn, nói là sao nhiều khi con bé nó buồn. Thành là người ta được thì tại vì người ta cũng để ý đúng không? Cái đó em cũng hiểu mà. Nó để ý là những chuyện để ý ok. Để ý là không chơi. Thầy biết sao không? Mới vô ngày đầu tiên á, làm đi chung với bé ý rồi. Nó thật. Anh rất là thích cái tính của con bé. Dạng bé, em có nhớ không? Ngay ngày đầu tiên có một bóc thăm á. Con bé nó ghi tên anh với con bé mà. Đúng không? Rất là thật luôn. Mà mấy bữa nay em cũng cảm nhận á, là con bé nó kiểu nó buồn. Thì con bé nó nghĩ là anh thích mọi người chứ không phải thích nó. Anh thấy nó rất là buồn, nó không giống nhìn mặt anh nói chuyện nữa. Thì nó thẳng vô đây, một là anh được nữa muốn kiếm bồ. Thì kiếm mà phải phù hợp với kiếm được chứ. Thì bây giờ anh muốn nói chuyện với bé rồi sao? Anh muốn làm bé tổn thương nữa. Bữa giờ cũng hơi gì với bé quá. Anh sẽ qua anh thầy cô để mà có thể xin lỗi ý. Vì bữa giờ làm bé nó buồn vậy. Một lúc sau, Thành cũng ra làm bếp với mọi người. Anh nói thẳng anh không có tạo được cái kiểu như Austin, cái kiểu lạnh lùng hay là khó hiểu nha, bí ẩn. Anh có thể bí ẩn trong cái lần đầu tiên gặp. Anh là không quan tâm đến chuyện Austin thích thai hay không. Ý, em nhìn cái nét mặt của Austin á, hiểu không? Rất là lạnh lùng, rất là bí ẩn, nghĩa là người ta không có biết là Austin đang nghĩ cái gì. Cho đến khi Austin nói ra, mà nhiều khi nói ra người ta cũng không hiểu gì hết. Bản thân anh vậy, nhiều người cũng hay chửi anh lắm chứ không phải là chỉ có tụi em đâu. Mấy đứa bạn thân của anh nó hay chửi ngu. Vậy chứ trong chuyện tình cảm á, lúc nào cũng thất bại. Tại phần cái tính của anh nó nhát. Anh thích ai là anh lộ ra mặt chứ anh không có giấu. Mà nhiều khi á, lộ ra mặt xong cái người ta chịu quan cách mình luôn. Nó gọi là gì? Chạy xuôi chịu. Không, do cái cách của mình bây giờ nói thẳng. Anh có thể cho em lời khuyên, ok. Nhưng mà chính bản thân anh lại không áp dụng được những cái lời khuyên đó. Tại sao người ta lại là người cho lời khuyên mà không thể khuyên được người khác? Em biết tại sao không? Tại vì những cái lời khuyên đó là đúc kết từ chính cuộc sống của người ta. Tại vì mình những thứ mà chỉ có những người ngoài nhìn vô được. Còn những người trong cuộc thì rất là mù quáng. Cái đó là một phần thôi, còn một cái nữa. Tại sao người ta có kinh nghiệm để mà chia sẻ cho em? Họ áp dụng chính những điều đã từng xảy ra trong cuộc đời họ. Giống như tại sao hôm bữa giờ anh ngồi anh hay nói với em những cái câu triết lý đúng không? Mà dù trên mạng người ta nói mấy thằng nói triết lý thì sống như bếp đấy. Thôi kệ đi. Em đúc kết là những câu chuyện của chính bản thân anh. Với các bạn nam là như vậy, nhưng với các cô gái, Thành như biến thành con người khác. Lạc quá! Trời ơi, cho thêm một tí hạt nếm vô. Chú cha mà, ơi. Rặn mới chừng em mới nổi. Cần đi bông nếm không? Được mắm nữa. Đắng bỏ ớt vô chí chấm. Cái chí, là từ cái chí.
cánh chứ mới có trứng mà cái chúa là đụng trứng cái chúa luôn. Đúng rồi, người ta có hạnh mà không có hạnh. Đi không có hạnh. Cuối cùng thì bữa ăn tối của các bạn cũng đã sẵn sàng. Dạ, xin phép mời các bạn xem. Rồi, mà mời bà. Dạ, giới thiệu sở mọi người. Không mời bà ăn cơm. Dưa leo là... Cá mình đó. Chào bác. Dạ, gà là do bé Nhân. Bé Nhân làm thì nếu mà có dở thì bà cứ nói vậy. Dạ, cái món bí gì? Bí ngồi. Bí ngồi. Cho Austin làm. Dạ. Mà nếu không ngon, không phải con đâu. Vậy không? Nên dẫn chứ. Ngon cũng ăn mà. Ngon cũng ăn con. Đêm nay là một đêm đặc biệt. Các thành viên khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Chu Ru để chuẩn bị bước vào một lớp học đặc biệt. Bà Ma Bio sẽ tập cho các con múa trước nè ha. Múa trước xong rồi đánh chiêng sau. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Cứ đi như vậy thành vòng tròn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè. Mình chưa bao giờ được kiểu như là mặc một bộ đồ truyền thống như thế, rồi được bà dạy cho những cái điệu múa nè. Với lại đây cũng là lần đầu tiên mà mình được thử cái được đánh chiêng ấy, nên là mình cảm thấy rất là thú vị, rất là thích. Lần đầu tiên mình được mặc trên người một cái bộ rất là lạ, nhìn rất là lạ mắt và đẹp. Mình còn được cô dạy múa và tập múa cùng các anh, các chị, các bạn. Và mình cảm thấy ngày hôm đó khá là vui và không quên luôn, còn được uống rượu cần nữa. Về buổi học cồng chiêng, thực sự đó là một cái gì đó rất là hấp dẫn. Tại vì bản thân mình xuất phát từ gia đình có truyền thống nghệ thuật và nghệ thuật dân tộc. Thì ba của mình là giáo viên âm nhạc dân tộc, cho nên từ khi bé mình đã được tiếp xúc với những cái món nhạc cụ này. Mình nghĩ lúc nào là cuối cùng lần đầu tiên mình được gặp một người nghệ nhân thực sự của dân tộc Chư Rư. Thì được nghe những cái âm thanh của tiếng chiêng nó vang lên, thật sự nó rất là sướng. Khi mà bạn nghe được cái âm thanh của thiên nhiên, của đất trời, cũng như là cái nền văn hóa của dân tộc mình nó vang lên, thì cảm giác các bạn thời gian lúc đó nó dừng lại, mình rất là thích. Rồi mỗi động tác thay một bên hai. Đúng rồi. Giỏi luôn ấy. Học cái này là nó cũng phải lâu con. Nó phải lâu, nếu mà muốn nhịn là nó phải lâu. Cho nên là như vậy là quá tốt rồi, thôi vỗ cho một chàng vỗ tay. Bây giờ chắc bây giờ là trời sẽ mời chúng con thưởng thức rượu cần của người dân tộc Chu Ru mình nhỉ. Dạ. Mời mấy đứa con. Tức là ủ cái này nó 6 tháng ấy. Wow. Ê. Chết của cả. Ở đây có hai người chưa được uống nên nhìn rất là thèm thuồng. Wow. Ngon quá. Mẹ. Bắt được nè. Hai lần. Một lần hai lần. Hả? Trong đêm thanh vắng giữa đại ngàn, các thành viên có cơ hội bộc lộ lòng mình qua trò chơi lời nhắn gửi. Khi nói lên thông điệp, các bạn sẽ không nói tên người mình muốn gửi gắm. Vậy ai nói trước? Mình. Ok. Right, man. Mình here, not me. Oh, man. Hey, are you okay, man? Hả? You okay? I'm okay. Mặt đỏ luôn rồi kìa. I'm not mình, okay. Đây rồi, man. Nói chung là rượu vào thì mình mới dám nói những lời qua Mỹ. Những lời mà chân thật nhất từ trái tim mình. Những lời mà có thể nói là love house. Ngôi nhà chung, đó, dịch tiếng Việt là ngôi nhà chung. Nói chung là không của riêng ai đâu, nó là của chung á.
anh á, bản chất của anh thì là một người rất là cô đơn. Anh muốn gửi tới em là em là một người rất là thú vị, đẹp, dễ thương. Tiếng Anh, tiếng Mỹ gọi là beauty, beauty girl, beautiful girl. Nghiêm túc đừng cười mọi người. Mọi người cười là mọi người kiểu như cười trên mặt mình á. Mình nói cái chuyện rất là nghiêm túc, mình không có giỡn nữa. Ok. Thì mấy ngày qua thì em đánh giá sai, sai tất cả gì không người anh. Nói chung hy vọng là em sẽ hiểu anh nhiều hơn, hiểu như anh nhiều hơn vậy thôi. Hết rồi. That was good. Mình nghĩ là ảnh nói mình nghĩ vậy. Tại vì ảnh nói xong ảnh nhìn mình. Hôm bữa Diệu nhận xét mình á, thì Diệu đã hiểu lầm mình. Cho nên mình gửi gắm tới Diệu, bởi vì Diệu là người con gái đầu tiên mình ấn tượng nhất. Và mình rất là quý Diệu. Thì Diệu nghĩ là mình tiếp xúc với lại nhiều bạn nữ, Diệu không thích nó. Mình cảm giác là được một điều là Diệu không có thích. Cho nên Diệu nói là dẻo miệng hay tiếp xúc với những bạn nữ. Nhưng mà khi mà mọi người xem mình trên chương trình á, mỗi lần mình tiếp xúc, khi mà gặp riêng với bạn nữ mình rất là nghiêm túc. Vi nói nè. Em nói là mặc dù là mới kiểu như mới tiếp xúc với anh một thời gian ngắn thôi ấy, nhưng mà em cũng cảm thấy anh là một người rất là tốt, rất là biết quan tâm người khác. Nên là em mong rằng trong chương trình hoặc cũng như là sau chương trình thì anh cũng sẽ tìm được một người nào đó xứng đáng để mà anh yêu thương, cũng như là xứng đáng để mà được anh trao tình cảm cho ấy. Em mong anh là sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Quá hay quá. Rồi. Đúng là người phụ nữ của người khác, không phải của tôi. Anh Thành đi. Không. Thì tại bây giờ thì anh suy nghĩ được thì anh cứ nói đi. Anh cứ nói, em biết anh nhiều cái để nói lắm. Nhưng mà thì anh đưa đi đến nơi, đưa về đến chốn. Đưa đi đến nơi, đưa về đến chốn. Vậy thôi. Mời mọi người. Héo. Cái đó không mình giơ tay. Thật sự lúc đó mình chỉ muốn nhắn gửi đến cái người mà ngay từ phút đầu tiên của chương trình mình đã trở đi, tại mình đã đưa cô ấy đi, thì ít nhất mình cũng có thể cho cô ấy về để an toàn. Nhưng mà có lẽ như là mình không còn được cái may mắn đó rồi nữa rồi, cho nên là sao không được. Anh phải nói vậy nè, đã leo lên xe thì đừng hòng bước xuống 10 chữ. Sai sai. Không ổn với Đại Dương ơi. Tiếp theo Ly nè. Ly. Em hả? Ý. Nhìn ý nói Ly. Ý. Nói vô đi Ý. Em nói là mặc dù em nói là em thích được quan tâm, nhưng mà kiểu em không thích quan tâm một cách thái quá, em sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thôi. Ý em nói anh quan tâm em đúng không? Anh quan tâm em nhiều quá. No me. Ai tiếp theo? Kế tiếp. Tới em nha. Em muốn nói là nếu bạn đó có hy vọng thì cũng mong bạn đó đừng hy vọng nhiều quá. Vì ở đây là một cái chương trình mà là một sự lựa chọn. Nếu đặt một hy vọng vô một người á, thì rất có thể là sẽ thất vọng rất là nhiều. Đâu biết nhìn tao là gì? Không nhìn anh. Quá đáng luôn. Sao em nhìn anh? Quỷ. Dại. Nếu có hy vọng thì đừng có hy vọng nhiều quá. Tại vì mình nên chia cái hy vọng đó ra. Mọi người hiểu không? Em không hiểu gì hết. Hiểu không? Hiểu. Nói đi. Diệu hả? Chứ ai?
À, từ khi đầu chương trình tới khi tới giờ thì em vẫn coi anh, với anh cũng coi em, cũng biết là hai anh em mình như anh em nên anh đừng có lo gì hết. Okay. Được rồi. Okay. Okay. Awesome. Austin đó chưa? Austin đi nha. Kiểu thấy em thấy em cười rất là đẹp. Oh. Wow. Được không? Được, xong rồi đúng không? Ôi, đâu được đâu. Được mà. Được mà, một lời nhắn bất kỳ, nhắn có là khen hoặc là chê chứ. Tại ở đây ai cũng cười đẹp á nên. Thì anh chỉ gửi đến người nào đó nhưng mà anh không nói tên thôi, thì cái đó thì cảm ơn cậu. Anh biết. Cái lời đó Austin nói là cho Vi. Thế còn mình nói gì đó. Để anh đi nghe em nói nè. Em với anh là anh em là tốt nhất. Cái này đâu nè. Đâu sao chị cười chị? Tim đau á. Những cái ngày trước mà mình với anh Thành hay bắt cặp lại xong rồi chụp hình này nọ vui vẻ với nhau á, mình nghĩ là anh Thành có chút hiểu lầm. Lý do vì sao em với anh Thành chọn nhau? Tỏ cái đẹp. Lý do vì sao? Vì mình vui vẻ với anh Thành là vì sao? Mình coi anh Thành như một người anh, tại vì anh quan tâm, anh nhắc nhở mình này kia, mình thấy rất là vui thì mình đáp trả lại là như thế thôi. Nhưng mà không biết là anh Thành có sự hiểu lầm gì trong đó hay không. Thì đương nhiên ai cũng thấy được là anh Thành có tình cảm ấn tượng với Ý. Nhưng mà anh còn có cái sự trường hợp dự phòng là với Ly. Thì cái này nói ra anh Thành đừng có giận em nha. Là có người nói với mình là chỉ xem như anh em. Cái đại loại vậy. Thì sau cái... sau cái khoảnh khắc mà mình đã hiểu được đối phương, hiểu được cái người mà mình cảm thấy rất là bí ẩn, đó là bạn Lily, mình đã biết được cái tính cách của bạn ấy thế nào và ra làm sao á, thì mình đã xác định trong đầu sẵn là cô bé này là em gái mình thôi, mình không có cảm tình nhiều. Có người thật sự không có cảm tình, nó là Ý. Ủa Nhân nói chưa? Nói rồi. Anh Nhân kêu anh Nhân có nhiều cái muốn nói mà Nhân nói hết đi. Rồi nói tiếp đi. Để Nhân nói nha. Anh nói luôn đi. Thôi Nhân muốn nói là nếu mà có hơn một người thật lòng á thì hãy nên cố gắng để theo đuổi người đó. Và đừng có nên chuẩn bị cho mình một phương pháp dự phòng để giống như các bạn đó sẽ không có làm cho một ví dụ không có làm cho một người này buồn và làm cho một người kia hy vọng. Mọi người hiểu không? Hiểu. Nếu mình đã thật tâm thật lòng thích một người ai đó thì mình nên theo đuổi tới cùng. Người mình nhắn gửi đó là anh Thành. Có những lúc mà anh Thành tâm sự với mình, anh đang đợi ra một cho mình một phương án thứ hai để anh ưu tiên cho Nhân. Cái phương án thứ nhất, nhưng mà Nhân không muốn như thế, tại vì như vậy là không có sự công bằng ở đây và như vậy thì rất thiệt thòi cho anh Thành. Em biết vì sao mà anh khi mà anh lựa một người rất là kỹ không? Bởi vì anh lựa một người không phải là để yêu, là để người cuối cùng của anh á. Tại vì anh lớn rồi, không phải nhỏ nhen nữa, không phải là 20, 21 tuổi nữa. Anh chỉ còn 1-2 năm nữa là mình già rồi. Đây 29 hay 28 tuổi ở đây. Ừ, cho nên anh lựa một người thực sự hiểu mình đó, để đi đến cuối cùng. Thằng này như đá xéo hay sao, nó nói chuyện không nhìn mình xong rồi chỉ thấy. Thì ai hiểu thôi. Các thành viên đã trải qua một chuyến đi dài để đến với nhà bà Mabio ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Tại đây, các bạn trẻ đã được trải nghiệm văn hóa và rượu cần truyền thống của người Chu Ru. Thành đã xác định được tình cảm mình dành cho Ý. Mình hướng về Diệu, nhưng hình như nỗi lòng của anh chàng chẳng ai hiểu. Austin dành sự chú ý cho Vi, chỉ chưa rõ tình cảm Vi thế nào.
Nhân và Ý vẫn cố gắng che giấu thân phận, nhưng trước tình cảm của Thành và con mắt dò xét của mọi người, liệu họ có thành công?